Thảm silicone toy house mang đến bước đột phá trong công nghệ làm thảm cho bé vốn đòi hỏi sự an toàn cực kỳ cao. Bề mặt thảm chống thấm, chống xước, chống bong chóc và dễ dàng lau chùi để bé tha hồ bò bỉm hay tập các công thức ăn dặm ngay trên thảm. Thay vì mua những loại thảm xốp dễ bong chóc, dùng được một vài năm phải thay thảm mới rất tốn chi phí, thì với thảm silicone toy house trường tồn với thời gian, dùng không bao giờ hỏng. Công nghệ PVC cao cấp mang đến sản phẩm thảm luôn ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Sử dụng công nghệ nano kháng khuẩn cùng thiết kế rãnh thoáng khí trên bề mặt thảm giúp bé luôn được thoải mái và không bí bách. Chất liệu silicone với độ đàn hồi cao và độ dày lý tưởng từ 11 đến 15 mm nên ba mẹ không còn lo bé bị ngã đau khi chơi đùa hay tập lẫy, tập ngồi, tập đi. Thảm silicone toy house được thiết kế đường vân siêu bám sàn, siêu chắc chắn, giúp bé thoải mái nô đùa chạy nhảy không lo trơn trượt ngã. Không chỉ là nơi lý tưởng để các bé ngủ và vui đùa, thảm silicone toy house còn là bảng học khổng lồ của bé. Bé có thể học số, học đếm, học chữ cái, học màu sắc, học về loài vật ngay trên thảm thông qua các hình thiết kế sinh động và sặc sỡ. Hiện nay, thảm silicone toys house hiện được phân phối bán tại các brand lớn và thảm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nguyên liệu sản xuất không chứa thành phần độc hại, an toàn cho bé. Toys house tự tin đưa tới tay người tiêu dùng mức giá hợp lý nhất, tốt nhất trên thị trường Việt Nam.